Bạn muốn học online từ trình độ N3 đến N1? Hãy đăng ký ngay qua fanpage Học Tiếng Nhật cùng HCC Japan hoặc truy cập vào website thaolejp.com để nhận được các bài học miễn phí. Link chi tiết ở phần mô tả nhé. Minasan konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật của Thảo Lê. Và bài học này nằm trong chuỗi series học về giao tiếp phản xạ dành cho các bạn từ trình độ N3 lên N2, N1 dựa theo giáo trình Shadowing. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần bài học ngày hôm nay nhé. Nana. Ah, nani kore? Data zenbu kiechata yo. Doushite? Wakannai kedo, kyū ni gamen ga makkura ni natte. Backup totte nakatta no? Đoạn đầu này thì chúng ta có một số cụm từ, ví dụ như là backup, chính là cái từ backup. Backup thì thường dùng khi mà chúng ta backup dữ liệu, đúng không? Là một cái thuật ngữ trong chuyên ngành IT, backup. Và bây giờ người ta cũng dùng cái từ này rất là nhiều, backup dữ liệu. Người A mới hỏi là ôi cái gì thế này, tất cả dữ liệu biến mất rồi, bị xóa hết rồi. Kiechatayo. Sao thế? Tớ không biết, đột nhiên màn hình nó đen xì luôn. Makuda ni natte. Nó tối sầm lại luôn ạ. Thế cậu không backup sao? Backup totte nakatta no? 8. 先輩、ここには駐車できませんよ。そうか。最近路上駐車の取り締まり厳しくなったからね。しょうがないですね。パーキング探しましょうか。いや、ほんの10分で済むからちょっと乗っててくれない？ Với đoạn hội thoại thứ hai thì chúng ta có từ là dojo jusha. Dojo thì với nghĩa là trên đường, ở đây là đỗ xe hoặc là đậu xe ở trên đường. Người A mới nói là senpai ơi, cái chỗ này thì mình không đỗ xe được đâu. Jusha dekimasen yo. À thế à. Và tiếp theo thì chúng ta có từ là torishimari. Torishimari thì dùng để chỉ cái nghĩa là bắt phạt này, phạt lỗi này, hoặc là xử phạt. Thường dùng nhất ví dụ như là xử phạt những cái trường hợp vi phạm giao thông. Chúng ta thường hay nói là gì? À dạo gần đây thì cảnh sát giao thông tăng cường xử phạt đối với những cái trường hợp vi phạm giao thông. Thì cái cụm từ tăng cường xử phạt đối với việc vi phạm giao thông thì người ta có thể dùng là koutsu ihan ni taisuru torishimari o kyoka suru. Này. Thì ở đây chúng ta có là torishimari kibishiku natta, thì tức là gần đây thì người ta cũng bắt lỗi hoặc là người ta xử phạt những cái trường hợp đỗ xe ở trên đường nó chặt hơn. Shoganai desu ne. Thế thì chẳng còn cách nào khác nhở. Thế bây giờ thì đi tìm cái parking. Từ này thì từ tiếng Anh thôi đúng không ạ? Chúng ta hay gọi là parking á, thì ở đây là chỗ đỗ xe. Parking sagashimashou ka. Iya, hon no 10 分 de sumu kara. Người A mới đề nghị là thế để tôi đi tìm cái chỗ đỗ xe nhá. Thôi, không cần đâu, chỉ 10 phút là xong thôi nên cậu cứ ngồi đây. Chúng ta có là hon no 10 分 de sumu. Hon no nó sẽ dùng để nhấn mạnh một cái số lượng rất là ít hoặc là một cái nó không đáng kể, ví dụ như là hon no kimochi, đúng không ạ? Rồi chúng ta lại có là desumu. Sumu thì với nghĩa là owaru, xong xuôi, là chỉ cần 10 phút là xong thôi. 9. Sakamoto-san, 初めて彼女の家に行った時、向こうのご両親に何て言いました？え？なんて言ったかな？どうして？実は来週彼女の家に行くんで。え？まだ結婚するんじゃないんでしょ？ええ、そうなんですけどね。でも何か言うべきかなって。遊びで付き合ってるわけじゃないってことは、岡田さんを見れば向こうのご両親も分かってくれるんじゃない？挨拶だけでいいんじゃない？ Với đoạn hội thoại này thì người A đang nhờ tư vấn. Hỏi Sakamoto-san, lần đầu tiên anh đến nhà bạn gái thì anh nói gì với bố mẹ của cô ấy? Mukou no goryoshin ni. Nante imashita. Nói gì nhỉ? Tôi đã nói gì nhỉ? Nante itta kana. Thế tại sao cô lại hỏi vậy? Thì bạn này mới trả lời là Jitsuwa, thực ra thì tuần sau thì tôi cũng sẽ đến nhà của bạn gái. Ê, chắc là vẫn chưa cưới đúng không? Mada kekkon suru janai desho. Janai desho để thể hiện cái suy nghĩ của bản thân người nói. Tôi nghĩ chắc là cậu vẫn chưa cưới đúng không? Ê, so nan desu kedo. Vâng, đúng như vậy, thế nhưng mà không biết là nên nói gì nhỉ? Và ở trong cái đoạn này á, thì chúng ta có là asobi de tsukiatteru. Asobi de tsukiatteru thì cái cụm từ này dùng với nghĩa là hẹn hò theo kiểu chơi bời thôi chứ không nghiêm túc. Trái ngược nhá, hẹn hò một cách nghiêm túc thì người ta sẽ dùng là honki de tsukiau. Hoặc ví dụ như là những cái người nào mà người ta hẹn hò nhưng người ta hẹn hò với cái tiền đề, cái ý định là sau này sẽ kết hôn với người đó ấy. Tức là cũng là một cái dạng của hẹn hò nghiêm túc ấy. Thì người ta sẽ dùng là kekkon o zente ni shite tsukiau. Và trong cái phần này thì chúng ta có wakejanai. Wakejanai là cái dạng văn nói của trường hợp là wakedewanai, không hẳn là, đúng không? Không hẳn là, không phải là. Thì ý ở cái câu này là khi mà bố mẹ của cô ấy nhìn Okada-san thì chắc là họ cũng sẽ hiểu rằng là không phải là cậu này chơi bời với con gái mình đâu, mà là hẹn hò nghiêm túc đấy. Thế nên là cậu chỉ cần chào hỏi thế là được, đúng không? Aisatsudakke de in janai, chứ cũng không cần phải nghĩ ra là nói câu này câu kia. 10. Valentine Day にチョコレートもらった? もらったよ、本命から。田中は?もらったにはもらったけど、義理チョコ。いやー、義理でも全然もらえないよりいいんじゃない?でも、お返しに1万円はかかるかも。ちょっとありがた迷惑だよな。そうか?まあ、感謝の印ってことで、もらっとけよ。Với đoạn hội thoại cuối cùng này thì người A có hỏi là vào cái hôm Valentine thì cậu có nhận được sô-cô-la không? Có nhận được. Home kara. Cái từ home choco là một cái cụm từ mà chúng ta đã khá là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Vào ngày Valentine thì ở bên Nhật khá là đặc biệt là con gái sẽ tặng sô-cô-la cho con trai. Và có hai loại, một là home thì sẽ là tặng cho người mà mình thích. Thế nên người ta mới gọi về từ tắt đó là home choco, tức là cái sô-cô-la mà cô gái tặng cho người mà cô này có cảm tình. Omoi o yoseru danse, đúng không? Người con trai cô ấy có cảm tình nghĩ đến. Còn ngược lại là cái trường hợp girichoko. Girichoko thì thường là tặng trong cái mối quan hệ xã giao, ví dụ như là với những cái đồng nghiệp nam hoặc là với những bạn học cùng là nam giới, để thể hiện cái sự cảm ơn đối với họ thôi. Girichoko, hai cái khái niệm khác nhau, đúng không ạ? Thì trong cái phần này chúng ta có là moratta ni wa moratta kedo, thì đây cũng là một cái cách nói để xác nhận A thì có A đấy, thế nhưng mà, đúng không ạ? Người ta sẽ lặp lại hai lần cái phần động từ. Và động từ thì tùy theo cái trạng thái hoạt động của nó. Ví dụ đây đã nhận rồi thì nói là nhận thì cũng đã có nhận rồi đấy, thế nhưng mà lại là girichoko chứ không phải là home. Thế thì lúc này người B có nói là như thế cũng còn hơn là chẳng nhận được gì. Dù là giri, đúng không ạ? Giri demo zenzen moraenai yori in janai. Và người A mới nói là thế nhưng okaeshi ni, tức là vào ngày Valentine thì mình được nhận sô-cô-la girichoko từ các cô gái. Thì sau đó đến ngày Valentine trắng, sau đó một tháng, đúng không ạ? Thì những bạn trai này sẽ phải trả lại, gọi như là đáp lễ lại những cô gái mà đã tặng sô-cô-la cho mình vào ngày Valentine. Thì anh này mới nói là thế nhưng mà hôm sau đáp lễ lại thì mất những tận khoảng tầm 1.000 cơ. 1万円 wa kakaru kamo. Chotto arigata meiwaku. Cái cụm từ của chúng ta ở đây là arigata meiwaku. Cụm từ này thì các bạn thấy là meiwaku là với nghĩa phiền phức, đúng không ạ? Thế nhưng chúng ta không tách riêng nó ra mà nó sẽ là một cái cụm từ đi liền với nhau. Thì nó sẽ dùng để chỉ một cái hành động nào đó mà đối phương họ làm cho mình, tức là hành động của người khác họ làm cho mình. Vốn dĩ cái hành động đấy là mình sẽ phải cảm ơn họ, đúng không? Là một cái hành động ý tốt. Thế nhưng mà xét về cái tình hình thực tế, thực tại hiện tại bây giờ ấy, thì lại không phải là một cái hành động mà khiến cho mình hàm ơn, cảm ơn, mình không thích, đúng không ạ? Arigata kunai. Chúng ta hay hiểu là gì? Tưởng là tốt nhưng hóa ra lại là một cái phiền phức. Người ta tặng cho mình thì cứ nghĩ là đấy là một điều tốt, nhưng mà sau này mình phải tặng lại thì đó cũng là một cái phiền phức, không được hay, đúng không ạ? Mình không thích cái điều đó. Arigata meiwaku. Thì nó giống như cái kiểu là người ta rất là xin xét cái thiện ý, cái ý tốt của người ta, nhưng mà đối với người nhận thì nó lại kaete meiwaku tonaru, thì ngược lại nó lại là một cái phiền phức đối với người nhận. Tiếp theo thì người B mới nói là à vậy à, thế nhưng mà cậu cứ nhận đi và coi đó như là kansha no shirushi. Kansha no shirushi thì thể hiện cái nghĩa là một cái hành động nào đó của người khác, và cái hành động đấy chính là một cái dấu hiệu để thể hiện cái sự cảm ơn của họ đối với mình, đúng không ạ? Thì thường người ta cũng hay dùng cái cách này với những cái cụm từ khác, như là coi nó như là một cái hành động thể hiện sự cảm ơn, ví dụ như là kansha no shirushi toshite, hoặc là kansha no kimochi toshite, coi nó như là một cái để thể hiện tấm lòng cảm ơn này, hoặc là ore no shirushi toshite. Người ta có thể dùng với những cái cụm hyogen như vậy. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần bài nghe ngày hôm nay. Trong cái phần bài nghe ngày hôm nay ở trình độ trung cấp thì rất phù hợp với những bạn đang ở trình độ N3 hoặc là N2. Chúng ta có một số cụm từ, ví dụ như là backup, hoặc là torishimari, dojo, parking, honno. Rồi những cách dùng ví dụ như là wakeja này là cái phần ngữ pháp không hẳn là, không phải là asobi de tsukiau, hẹn hò theo kiểu chơi bời, hay những cách dùng như là girichoko, homechoko, rồi cách thể hiện của arigata meiwaku. hoặc là Kansa no shirushi, một cái dấu hiệu để thể hiện cái sự cảm ơn, hay chúng ta sẽ dịch thuận theo tiếng Việt là đó là một cái hành động để thể hiện cái sự cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Nana. Nani kore? Data zenbu kiechatta yo. Doushite? Wakannai kedo, kyū ni gamen ga makkura ni natte. Backup totte nakatta no? 8. 先輩、ここには駐車できませんよ。そうか。最近路上駐車の取り締まり厳しくなったからね。しょうがないですね。パーキング探しましょうか。いや、ほんの10分で済むから、ちょっと乗っててくれない ?9。坂本さん、初めて彼女の家に行った時、向こうのご両親に何て言いました？え？なんて言ったかな？どうして？実は来週、彼女の家に行くんで。え？まだ結婚するんじゃないんでしょ？ええ、そうなんですけどね。でも何か言うべきかなって。遊びで付き合ってるわけじゃないってことは、岡田さんを見れば向こうのご両親も分かってくれるんじゃない？挨拶だけでいいんじゃない ?10 バレンタインデーにチョコレートもらった？もらったよ、本命から。田中は？もらったにはもらったけど、義理チョコ。いやー、義理でも全然もらえないよりいいんじゃない？でも、お返しに1万円はかかるかも。ちょっとありがた迷惑だよな。そうか？まあ、感謝の印ってことでもらっとけよ。